Thực việc của Ngọc hôm nay, Ngọc xin mời các bạn cùng vào bếp với Ngọc để làm món gà hấp chanh sả ớt nha các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ hấp gà nhưng chúng ta sẽ không dùng nước ha. Và nguyên liệu của Ngọc gồm có ở đây có một con gà tre, ở đây còn khoảng 600 g ha. Gà tre này thì Ngọc đã làm sạch rồi. Chúng ta sẽ không mổ hết con gà ra ha, chúng ta chỉ khoét một lỗ nhỏ trên đây và một lỗ nhỏ dưới này để chúng ta lấy cái phần nội tạng bên trong ha. Gà này đã được làm sạch ha các bạn, chân nè, gan mề, ngoài ra ra đây có một ít mỡ gà để chúng ta thắng chúng ta làm ha. Và để làm gà hấp chanh sả thì không thể thiếu sả, ở đây Ngọc dùng khoảng 7 đến 8 cây sả ha, một ít lá sả, một ít lá chanh, gia vị thì có như là một muỗng cà phê bột nêm, một muỗng cà phê bột ngọt, nửa muỗng canh đường, nửa muỗng cà phê tiêu, một ít tỏi ớt băm và một ít tỏi băm nhuyễn và một ít tỏi ớt đã giã nhuyễn nha các bạn. Ngoài ra chúng ta dùng thêm một muỗng canh nước mắm ha. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành ướp gà để chúng ta đi hấp sả ớt nha các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ lấy phần mỡ gà này chúng ta đi thắng nha các bạn, để chúng ta tạo màu cho gà nó đẹp ha, để chúng ta ướp gia vị nha các bạn. Riêng phần sả này thì các bạn sẽ dùng chài hoặc là dao nặng các bạn đập cho nó dập ha, để chúng ta lát chúng ta sẽ phủ gà để chúng ta hấp cho nó thơm ha. Còn phần lá chanh này thì các bạn dùng lá chanh non để các bạn sắc sợi, còn lá chanh già như thế này thì các bạn cho vào gà để gà chúng ta thơm hơn nha các bạn. Và bây giờ chúng ta cùng sơ chế tất cả các nguyên liệu ha. Khi cái phần mỡ gà nó đã ra dầu hết rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cho phần tỏi vào nha các bạn. Các bạn sẽ phi vàng cái phần tỏi này ha. Phần mỡ gà chúng ta đã thắng lúc nãy, các bạn sẽ cho vào cái phần tỏi ớt mà chúng ta đã giã nhuyễn nha. Các bạn sẽ cho hết cái phần gia vị lúc nãy chúng ta chuẩn bị vào. Và các bạn sẽ trộn đều cái hỗn hợp này lên, các bạn sẽ cho vào luôn. Sau đó chúng ta sẽ ướp vào bên trong gà nha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ cho gà vào chúng ta ướp ha. Các bạn sẽ dùng cái phần hỗn hợp lúc nãy chúng ta đã chuẩn bị sẵn á các bạn. Các bạn sẽ thoa đều lên con gà ha, để cho gà chúng ta nó thấm gia vị đồng thời nó thơm nha các bạn. Các bạn sẽ thoa đều nha. Chúng ta sẽ cho vào bụng con gà. Và các bạn sẽ thoa đều để cho gia vị nó thấm đều lên cái phần thịt gà bên trong á các bạn. Thì để khi chúng ta hấp muối gà chúng ta nó sẽ thơm và ngon nha. Sau đó các bạn sẽ cho một ít sả mà chúng ta đã đập dập lúc nãy nè các bạn. Các bạn sẽ nhét vào trong bụng gà luôn. Chúng ta sẽ nhét vào trong bụng gà ha, như thế này. Vậy là gà ướp chúng ta đã, hấp lá chanh chúng ta đã ướp xong rồi các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị tiếp đến là cái phần nồi hấp để chúng ta hấp gà nha các bạn. Ở đây Ngọc dùng một chén muối hột, nếu các bạn không có muối hột thì các bạn có thể dùng muối bột ha. Nhưng tuy nhiên các bạn hấp gà các bạn dùng muối hột nó sẽ ngon. Các bạn sẽ tráng đều cái phần muối bên dưới cái đáy của nồi nha các bạn. Sau đó các bạn sẽ cho hết cái phần lá sả nè, chúng ta đã chuẩn bị lúc nãy, các bạn sẽ cho hết vào. Chúng ta lót bên dưới nồi ha. Chúng ta sẽ cho gà vào. Tuy nhiên các bạn sẽ lật ngửa cái phần con gà này lên các bạn, để khi gà chúng ta hấp nó sẽ không bị ra nước nha các bạn. Nè, các bạn nhìn nè ha. Chúng ta sẽ lật ngửa gà lên, lên gà. Các bạn nghe nổ lách tách không? Đó là phần muối nó đang nóng lên để gà chúng ta nó chín đó các bạn. Các bạn nhìn nè, gà chúng ta đây các bạn. Các bạn thấy không? Chúng ta mới hấp trong vòng 15 phút nè các bạn. Gà chúng ta nó đang chuyển hơi mà hơi vàng vàng nè. Các bạn sẽ tiếp tục đậy lại và các bạn hấp nha. Thời gian chờ gà chín chúng ta sẽ tiến hành làm phần nước chấm nha các bạn. Các bạn dùng ở đây một muỗng canh muối ha. Chúng ta cho vào đây một ít ớt, một muỗng cà phê đường, một muỗng cà phê bột nêm và các bạn sẽ giã nhuyễn cái phần này nha. Phần chén muối ớt sau khi chúng ta đã giã xong, các bạn sẽ dùng nửa trái chanh chúng ta sẽ cho vào cái phần nước sốt này. Sau đó các bạn sẽ cho hết cái phần lá chanh vào và các bạn sẽ trộn đều lên. Vậy là chúng ta đã có được một chén nước chấm gà hấp ngon nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ để đây ha. Chúng ta chờ gà chín thì chúng ta sẽ lấy ra và thưởng thức nha các bạn. 45 phút bây giờ chúng ta sẽ mở gà ra nha các bạn. Các bạn nhìn nè. Wow, các bạn thấy chưa? Gà chúng ta nè các bạn thấy không? Nó chín vàng ươm như thế này. Các bạn nhìn nè, các bạn thấy không? Gà của chúng ta nè các bạn vàng
ơi là vàng luôn. Bây giờ Ngọc sẽ cho phần gà này ra nha. Và phần gà chúng ta sau khi chúng ta đã lấy gà xong, các bạn sẽ rưới một ít cái phần lá chanh lên phần gà ha, để gà chúng ta thơm và ngon hơn. Và bây giờ Ngọc sẽ xé phần gà này ra các bạn nhìn nè. Các bạn thấy không, gà của chúng ta đây thật là vàng ha. Wow, các bạn nhìn nè, gà chín mềm rất là thơm các bạn. Đặc biệt là bên trong mềm thơm lắm các bạn, thơm mùi chanh xả nó bốc hơi lên rất là thơm các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ chấm phần gà này vào trong chén nước chấm thần thánh này nha các bạn. Và bây giờ Ngọc xin mời các bạn cùng thưởng thức với Ngọc nha. Thịt gà mềm các bạn, và đặc biệt là rất là ngọt luôn. Nước chấm thì rất là ngon, chua chua ngọt ngọt, cay cay rất ngon các bạn. Các bạn nhìn đây. Và Ngọc hy vọng rằng sau video này các bạn sẽ làm cho gia đình mình một món gà nướng hấp chanh xả thật là ngon nha các bạn. Các bạn có thể ăn bún, ăn cơm đều rất ngon nha.